chuyến càng khung. Tải game ngay tại tinh chiến.vn. Không có những bài chuyển qua một áo đến từ các game thủ chúng ta. Tạm thời vẫn đang là những bài đấu công phu đập dân thôi. Chưa ai dám mạo hiểm chuyển sang một áo cả. Nào thì đang có rất nhiều phù cho Son và có vẻ Hồng Anh sắp không dậy được nữa. Xin cái tuổi luôn. Anh phù cho Son em ơi, phù rẻ lắm. Em có thích thì em cứ vào đây. Phù anh rẻ, anh nhiều phù lắm. Đấy, đập đi. Cuộc chiến của những con phù. Đây là bãi quả đầu có 7 cây đấy, cái thủ chim sẻ. Trận thi đấu này là trận thi đấu chung kết sớm cho đội bạn rồi. Và một bãi quả và một bầy hiêu dành cho cái thủ chim sẻ năng chúng ta. Tôn trọng anh em đi em ơi. Nãy giờ không biết là em có phát biểu gì nó quá lời không ạ? Chứ em vẫn đang rất tôn trọng anh em và bình luận từ nãy giờ chưa có nói gì quá đáng anh ơi. Anh ấy dặn trước thế. À vâng, như vậy là anh ấy dặn trước thế là phải tôn trọng anh em đi. Ok. Thông tin báo về bên phía đội bạn, hai nhà cùng chậm dân luôn. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Một bài đấu được cầm con cho Son. Và chị Boy vẫn bảy dân ở trong trận đấu này. Đây rồi. Mạnh. Nhanh lên. Đây là Hồng Anh anh em ơi. Hai voi, phải là hai voi. Nhanh. Đi đi. Rồi rồi. Không, nó mất bóng rồi. Nó mất bóng rồi. Từ từ. Nó mất bóng rồi. Cho một dân nữa ra câu đi. Con dân kia nó chưa nhìn thấy. Nó mất bóng rồi. Mình câu ra cái chỗ mất bóng rồi. Có thêm bầy hiêu, có thêm voi. Được rồi. Ép gỗ nhanh để ra ăn tranh bãi quả nữa. Một bài mà game thủ Mạnh Hào gần ca thang của Hồng Anh. Rồi con dân kia câu voi đi. Ok luôn, tơn trộm chó thành công đến từ Mạnh Hào anh em ơi. Nhà không có gì ngoài Exciter anh em ạ. Và như vậy Mạnh Hào đang bật lại và bảo rằng đây là voi của anh, không phải voi của Hồng Anh. Bài 4 voi quả phụ luôn, mêu nhá. Và đến với trận đấu này thì vẫn như thường lệ, xin phép anh em dành cái phút cho quảng cáo đầu trận đấu ạ. Bạn muốn thay đổi phong cách, muốn mua một được ba? FS giới thiệu với bạn Be Luxury, thương hiệu thời trang nam với hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc. Be Luxury tự hào được xoáy ca Thanh Sơn trong bộ phim 11 tháng 5 chọn mặt gửi vàng khi là đại sứ áo khoác gió trong bộ sưu tập lần này. Đến ngay Be Luxury để hưởng ưu đãi mua một tặng một từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11. Đặc biệt đổi trả hàng miễn phí trong 365 ngày. Be Luxury, tủ đồ dành cho phái mạnh. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Dường như là hai quả phụ đúng không anh? Hai quả phụ, 4 voi. Và đang câu voi về. Thôi mình cứ ăn đi cho chắc. Mình không ăn mình ăn thì mình cũng khỏe thêm mà. Nói chung là không ăn thì mình cũng khỏe rồi, nhưng mà ăn vào thì đội bạn sẽ yếu đi. Đấy. Quan trọng là ở cái vế sau ấy, đội bạn yếu đi anh hiểu không? Và câu đôi voi nữa đây là Mạnh Hào. Và Mạnh Hào báo về là anh thích đánh những lúc người ta khỏe, còn những lúc người ta yếu thì không thích đánh cho lắm. Ai bậy rồi, nhìn là biết mà, ông Trô tôi cạn lời ạ. Cậu Đinh Nguyễn Hưng đã gửi thằng xẻ 100 sao đấy. Vâng, đấy thì bây giờ thì đúng là đội bạn khỏe đi rồi đấy. Cô voi đấy. Thôi đeo con máy của thủ chim sẻ. Bài Hào được rồi, bài sẻ thì đang có con Greg thì có hiêu có voi về. Mạnh Hào đúng là anh gì, đúng là cái thủ hệ mõm. Chỉ được cái bắn khỏe rồi. Nói thì nhiều nhưng mà hành động thì không được bao nhiêu. Cảm ơn Thắng Sanso VO đã gửi tặng chim sẻ nắng 100 sao. Và sẽ phải đi đập lô trong trận đấu này. Rồi chỗ này dò hết rồi, không có gì cả. Té chỗ khác đi. Cháu đi Đình Quyết đã gửi sẻ 75 sao chưa? Đúng là bạn thần đầu 1. Cầu vòi đúng rồi. Chán chả buồn nói nữa anh em ạ. Cạn lời. Nhìn là biết chết rồi đấy. Nhưng không né được. Ôi, quá hay. Rồi, bãi quả cũng xấu anh em ạ. Rồi, như bạn đã quyết định ăn voi. Cho nó bon mồm. Ăn bãi quả này hơi mắc răng. Sẽ có thêm một bầy hiêu có 6 con nữa đến từ cái vụ chim sẻ đáng. Để có thể khai thác trong một tình huống đi đập lô. Và thấy được bầy hiêu bãi quả. Em đang cơ cấu bầy hiêu này. Rồi, con hiêu kia thì sẽ lùa về. Cho nó gần hơn một chút. Và chúng ta sẽ quay trở lại với máy game thủ Mạnh Hào khi bài của anh đang khá đẹp. BB được thiết kế ở đây. Còn anh Trần Yến Nhi đã gửi tặng chim sẻ nắng 10 sao nha. Ăn xanh với người cầm màu 2 là chắc chắn rồi. 18-20%, bài đội bạn cũng được đấy, bài sẻ xấu nhất 22% bản đồ. Bài màu 2 18% cũng được đấy, không hề đơn giản đâu. May là anh Hào câu được đôi voi của Hồng Anh về đấy. Mà đôi voi giữa anh nhà chứ không phải là không biết của ai. Nói chung là nó của bản đồ thì chúng ta câu về được. BL đến từ Mạnh Hào và đây sẽ là BM.
bài kích đời trong đầu 10 dành cho Mạnh Hào với con Cho Son này. Hy vọng anh sẽ thi đấu tốt. Cảm ơn đại lý Tinh Lò Gạch đã gửi tặng chim sẻ nắng 20 sao nhá. Thank you. À 200 sao xin lỗi anh. Bài kích đời trong đầu cuối chết hai dân đến từ Mạnh Hào nhá. Ảo thật đấy. Vẫn được cấp đào vàng, phải đánh phù thôi. Bài chết hai dân, bốn voi quả phù, bốn voi hai quả phù hiệu đầu nhưng chết mất hai dân. Đặc tính của săn mồi thôi. Ơi, bài vẫn còn voi nữa đây. Tôi đóng cái S ăn vàng một tí, ăn thêm một voi đóng lại đi. Rồi đây S ăn vàng và có giò đấy không anh rồi. Câu voi có chết dân đâu, thế thì anh Khắc Hoàng anh chưa nhìn rồi, anh chưa xem rồi. Có chết dân anh nhá, câu voi chết một dân. Đây bãi vàng không anh chưa ăn được. Vâng, phải em sẽ vẩy móng BF vào đây. À, ăn bãi vàng này. Có cả BS của Chiboy đây luôn, cầm giáp đầy đủ rồi, xiên thôi. Như nào? Tuổi gì em ơi? Xiên. Vâng, anh em vẫn bảo là Mạnh Hào câu voi không chết dân nữa. Vâng, sao anh em lại có thể bảo kê Mạnh Hào rát đến vậy? Bài Mạnh Hào chết 2 dân mà anh em. Có câu voi chết 1 dân mà. Vâng, như vậy là 2p đấy Mạnh Hào. Nói chung là Cho Son thì phù nó sẽ rẻ hơn so với phù của Katha. Chả nhẽ bây giờ tôi bắt Mạnh Hào soi tham để chỉ ra cái tờ chết 2 dân bây giờ chứ anh em lại bênh Mạnh Hào thế này. Mạnh Hào bảo là sao fan hâm mộ của anh hôm nay lại đông thế hải đây này. Hào chết 2 dân mà. Đây là bàn máy của game thủ chim sẻ. Thôi chúng ta không bàn luận về vấn đề đó nữa. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Và sẻ đang chém vào bài của game thủ của Hello Chipboy. Bài đấu của Chipboy thời điểm đầu chậm rất nhiều dân. Sẻ có 2p rồi. Tổng chúng ta có 4 nhà BP. Chipboy cũng có 2p. Đang vẩy e tưng bừng như Chipboy. Giữ bãi vàng. Không kịp thời vẩy e ở trong tình huống vừa rồi và có phù. Nhưng đội bạn phù đen. Vâng, rất nhiều anh em đang thắc mắc là Mạnh Hàm chết 1 hay 2 dân. Thì cái này thì tôi xin khẳng định anh em là Mạnh Hàm chết 2 dân thế thôi. Và bây giờ chúng ta phải đang thủ lại tơ này cái đã. Thì đang có cả lạc đà và ngựa giò đối bạn Phú Huấn Hoài. Đổi hướng ấp phu được con bên trong. Quá hay. Ra đây em ơi, cứ từ từ. Kéo lạc đà ra gần nhà BP đến từ chim sẻ. Đây con lạc đà đến từ người cầm một chim boy. Làm thêm con lạc đà nữa. Đối bạn chưa bánh xe. Xin luôn. Đi đâu. Rồi. Nhầm đấy. Chém cả ngựa giò nhưng đội bạn cũng chạy. Rồi đội bạn cũng có phù ở nhà. Tham lai chim sẻ là 32. Trong đó Mạnh Hào đã gục được Hồng Anh chưa? Anh đang có tình huống công phù đập dân với đối phương. Và thông tin báo về từ Mạnh Hào là Hồng Anh chỉ chờ chết thôi. Kéo dân về làm ăn. Phù được con dân nào kìa, con nữa kìa, phù được con nữa kìa. Kéo về đi. Và có một tình huống vác dân là đập phù thủy đến từ Hồng Anh. Ê, từ nhá. Đợi hồi mana cái là chúng ta sẽ phù luôn con ngựa chém của đội bạn. Chém bãi vàng của cái của anh luôn. Phù đây, phù đây, phù đây. Hồi mana kìa. Chặt gỗ luôn. Ê, nhầm đấy. Nhảy tham chưa? Rồi con phù của anh tèo rồi. Không phù được con chém. À phù được rồi kìa. Quá hay. Nhưng mà đội bạn lấy dân ra đập luôn. Chém của game thủ Hồng Anh dường như là không công không giáp. Tham lai Mạnh Hào là 40. Anh ăn hoan thêm con voi nữa để đảm bảo vẫn ra đều được dân. Và sẵn sàng những tình huống công phù đập dân với game thủ Hồng Anh. Chưa có những tình huống chuyển bài. Cảm ơn Phạm Ninh đã gửi sẻ 75 sao. Hello anh em nhá, hello mọi người. Như vậy là phù dân của game thủ Hồng Anh và đen đi luôn. Đó là lựa chọn đến từ game thủ Mạnh Hào. Anh đang có tham lai 40 ở trong trận đấu này với 3 nhà BP của Cho Son. Chào anh em, hello mọi người nhá. Rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video live stream. Chúng ta sẽ chuyển qua màn máy game thủ chim sẻ nắng ở cái mic kia. Sẻ đang có một bài đấu chơi phù với người cầm bầu 1 game thủ Hello Chipboy. Chipboy cũng đánh phù ở trong trận đấu này thôi. Và đang phù dân đội bạn. Lạc đà Chipboy đang kéo về cũng có rất nhiều phù thủy nên Chipboy cầm lên. Hai Katha đối đầu với Greg Cho Son. Và sẻ đang tăng nhà BP tiếp theo. Kín nhà, ăn vàng. Và đây những con lạc đà đến từ người cầm màu 1 game thủ Hello Chipboy. Đội bạn đang chơi phù kẹp lạc đà và có cả nông dân lên. Tránh Đỗ Mạnh Cường nhá. Hải hôm nay bị viêm họng nghỉ anh ạ. Hôm nay em bình luận thay Hải. Hello anh. Ủa. Và phù mất 2 dân bãi gỗ chim sẻ rồi. Cẩn thận sẽ có BL trong nhà. Thì mà sẻ không có phù trong này. Tham lai là 40. Và đang bị Chipboy đập nhà BP.
Cảm ơn anh Nguyễn Quốc Cường đã gửi tặng em thêm 20k nhá. À xin lỗi, anh Trần Trung Hiếu đã gửi tặng em 20k, thank you anh. Ok, nhầm. Cảm ơn anh Trần Trung Hiếu đã gửi tặng em 20k nhá. Phù đề. Tạm lại 41 đến từ cái vụ chim sẻ, rất nhiều phù đến từ người cầm 11 ở đây. Rồi bạn vẫn còn một dân ở trong nhà chim sẻ. Thì có phù đứng dần sẻ trong phù này. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Và chim boy đóng nhà gì? Đóng nhà sẻ rồi. Hào tham lại 47. Vẫn chỉ là một bài đấu công phù đập dân. Đang đánh bay ruộng của game thủ Hồng Anh. Tiếp tục phù đông dân đội bạn. Tiếp tục phù. Rất nhiều phù để có cho son này. Phù đây. Thổi khỏe lên anh ơi. Vâng, em là bình luận viên Mario Channel anh ạ. Hôm nay Hải Mario nó bị viêm họng, nó nghỉ rồi. Hôm nay em bình luận thay. Không có những bài chuyển qua một áo đến từ các game thủ chúng ta. Tạm thời vẫn đang là những bài đấu công phù đập dân thôi. Chưa ai dám mạo hiểm chuyển ra một áo cả. Áo thì đang có rất nhiều phù cho son và có vẻ Hồng Anh sắp không dậy được nữa. Xin cái tuổi luôn. Anh phù cho son em ơi, phù rẻ lắm. Em có thích thì em cứ vào đây. Phù anh rẻ, anh nhiều phù lắm. Đấy, đập đi. Và bác dân về đập phù. Mạnh Hà báo về anh vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền. Thế thì chịu rồi. Thường thì những người xấu trai hay tự nhận mình như vậy anh em ạ. Đây là con phù thủy của Hồng Anh. Đập đi, bác gõ đập đi. Để đứng nhìn ngứa mắt quá. Tham lai 60. Hồng Anh bay hết rồi. Không còn hình ảnh của Hồng Anh ở trước cửa nhà Mạnh Hào nữa. Hào tiếp tục bác dân ra đập phù đội bạn. Và anh đã bung nhà chính ra ra dụng điên cuồng. Hay lên muốn đánh hot đi anh ơi. Đánh con bắn đi. Đánh mấy con đi bộ này mỏi quá. Mạnh Hào đang muốn lên 4 để đánh hot. Ở đây là dân Hồng Anh. Bậy em ơi, phù công nghệ thôi khỏe lắm. Vào hết đây em ơi, phù con dân nào cho đi đào vàng đi. Từ anh em ơi, rồi đâu sẽ có đó hết. Anh rất nhiều phù. Cảm ơn anh Tuyền Nguyễn đã gửi tặng game thủ chiến thắng 50 sao. Cái bên này sẻ sư nào rồi? Đoàn sẻ vẫn đang khá vất vả khi đối đầu với Chip Boy. Tham lai là 64. Nhưng mà bắt đầu chuyển sang đánh quẩy rồi. Chơi quẩy luôn. Sẻ chuyển đánh quẩy anh em ạ. Hải Mario đẹp dai nhiều tiền chứ bình luận viên Mario Channel thì không ăn thua. Em mới bình luận, anh em có gì thông cảm. Anh em phải cho em thời gian để học việc nữa anh ơi. Mới bình luận được mấy hôm thôi. Em là bình luận viên Mario Channel nhá anh em. Rất nhiều phù của Chip Boy đang công lên. Và Chip Boy cũng phù cả quẩy của anh Hùng Chim Sẻ Nắng nữa. Một bài đấu được cầm Greg đang chuyển quẩy để chơi với đội bạn. Hôm trước Hồng Anh phù sẻ như nào, hôm nay Mạnh Hào trả lại hết rồi. Nhưng bên này thì sẻ có vẻ những bài đánh phù không thuận tay cho lắm thì phải. Cảm giác đánh phù nó vẫn là cái gì đó khá cực hình với Chim Sẻ Nắng. Và đây là máy của Chim Sẻ. À xin lỗi, đây là máy của Mạnh Hào với tham lai 68. Và lại cáo mồm một ở đâu nó mang phù đây này. Và cần cả mồm một luôn đấy. Chào anh em nhá. Đi bảo vệ Chim Boy cũng bé rồi. Đang công phù đập dân Chim Sẻ. À vẽ nhiều ruộng lên 4 đi anh ơi. Vẽ nhiều ruộng lên. Hai kinh ruộng nhưng mà dân nó có làm đâu. Hai kinh ruộng thì phải cho dân làm chứ. Hai kinh ruộng dân cứ đứng nhìn này. Còn đây ruộng không làm kìa. Đấy. Hai dân làm một ruộng luôn đấy. Rồi. Phù đê. Cảm ơn anh Lê Huy Cường đã gửi tặng sẻ 75 sao nhá. Chào anh em. Thế anh em trận này chúng ta có thắng được không ạ? Vâng, mình nghĩ tỷ số 3-0 là một tỷ số đẹp ở trong trận đấu đầu tiên. Vâng. Cùng tế sang bắn. Em có thể chơi cái đơn vị gì nó khỏe hơn một tí được không? Và đây là phù thủy của cầm máu 2. Đen bỏ BS ra dụng tiếp. Đập. Cái gì? Để nguyên đấy. Đây là máy chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là 71 và đang rất khỏe. Bình luận viên Hải Mario lương 32 củ. Bình luận viên Mario Channel lương có 3 củ 3 thôi. Hiểu anh ạ. Đấy, Nguyễn Hoàng Dương đã gửi sẻ 75 sao nhá. Hào kích 4 đi anh. Vâng, Hào đã kích 4. Sẻ còn rất nhiều vàng nhá. Thiếu thì cứ ơi. Chuyển đánh quẩy rồi vàng nhiều lắm. Thế này. Đây máy Mạnh Hào, ra xem Mạnh Hào lên 4 đánh với con bắn đi anh em ơi. Xem mấy cái con đi bộ này. Hoa hết cả mắt rồi. Gỗ và tăng Nga đi anh trai. Đang hơi đuối gỗ đấy. Và tỷ số được nâng lên là 3-0 trong trận đấu đầu tiên dành cho Mạnh Hào và game thủ Chim Sẻ Nắng. 1-0 VC trong buổi tối ngày hôm nay. Rất tuyệt vời dành cho bộ đôi của chúng ta. Những trận đánh khá mắc binh dành cho Mạnh Hào và game thủ Chim Sẻ. Tỷ số được mở trong buổi tối ngày hôm nay 3-0 trong trận đấu đầu tiên. Và ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai. 1-0 VC nghiêng về Chim Sẻ Nắng và Mạnh Hào rồi. Rất tuyệt vời. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi.